Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 300 câu lạc bộ hoạt động trong các lĩnh vực tuyên truyền liên quan đến xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Hoạt động hiệu quả của cả câu lạc bộ trong thời gian qua đã kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến cuối năm 2017, giảm 63% số vụ bạo lực. Từ đó góp phần gìn giữ các hệ giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những đóng góp của các mô hình này trên địa bàn huyện Quảng Điền. Không chỉ giúp ban chủ nhiệm câu lạc bộ nắm bắt tình hình để có hình thức can thiệp, hòa giải kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình trên địa bàn, những buổi sinh hoạt như thế này còn giúp các thành viên có thêm kiến thức trong phát triển kinh tế, những thông tin chính sách mới về pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thường người ta nói là đi một ngày đang không một trang khốn, mà mình tham gia sinh hoạt hàng tháng thì bổ túc nhiều cái kiến thức trong cuộc sống hàng ngày. Những điều mình cứ nghĩ rằng là mình biết, nhưng thực tế ra để khi tham gia câu lạc bộ thì mình cảm thấy là mình chưa biết, thì họ bổ sung thêm, hỗ trợ thêm cho mình trong cuộc sống mình hạnh phúc, gia đình càng tròn vẹn hơn. Vợ chồng tôi là sinh hoạt gia đình phát triển của bền vững thì được kinh nghiệm để xây dựng gia đình bền vững và dạy con cái ăn học thì làm kinh tế cho gia đình phát triển. Khi chồng nóng thì vợ nhìn, hoặc là vợ nóng thì mình nhìn, rồi chuyện gì đó rồi nó thời gian nó qua rồi bắt đầu mới đúc kết, mới xây dựng góp ý nhau, chứ còn nóng dần thì hẳn được cái gì hết. Dân gian có câu, thuận vợ thuận chồng, tạc biển Đông cũng cạn. Sự hòa thuận trong gia đình cùng việc ứng dụng những kiến thức về chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả cao đã giúp vợ chồng ông Hùng vượt qua những năm tháng khó khăn ban đầu. Kinh tế phát triển, vợ chồng ông nuôi ba con học hành đến nơi đến chốn, xây dựng nhà cửa khang trang. Cùng với đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung sinh hoạt, một yếu tố khác giúp hội viên gắn bó với câu lạc bộ chính là được hỗ trợ vay vốn. Hiện câu lạc bộ đã gây dựng được nguồn quỹ hơn 20 triệu đồng hỗ trợ hội viên vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh. Đó cũng là cách thức góp phần giảm tình trạng mâu thuẫn trong gia đình xuất phát từ những khó khăn về kinh tế. Hai năm trở lại đây là công tác về bảo lực gia đình đã giảm đáng kể, mang lại sự bình yên cho bà con. Chúng tôi đã hòa giải 15 vụ về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có 13 vụ là hòa giải thành, biệt là 2 vụ là rất điển hình, là rất nghiêm trọng, nhưng mà chúng tôi đã giải hòa và hiện nay thì vợ chồng đã làm ăn phát triển bền vững. Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở Thạch Bình là một trong 4 mô hình phòng chống bạo lực gia đình đang được triển khai tại huyện Quảng Điền. Trong đó có 2 câu lạc bộ ra đời cách đây hơn 10 năm từ sự hỗ trợ của dự án NAP. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, năm 2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục nhân rộng tại 2 thôn có tình trạng bạo lực cao ở các xã Quảng Thành và Quảng Phú. Qua một thời gian triển khai thực hiện cái mô hình này, chúng tôi nhận thấy là ở những nơi mà có tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thì tình trạng bạo lực gia đình nó đã giảm đáng kể. Góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp về truyền thống gia đình, tuyên truyền những yếu tố tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa mới, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình ở Quảng Điền sau thời gian triển khai đã khẳng định những đóng góp này. Tuy nhiên, nếu việc thành lập câu lạc bộ đã khó thì duy trì hoạt động lại càng khó hơn. Điều này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì cộng đồng của các ban chủ nhiệm, cùng sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các ban ngành, tránh tình trạng nhiều câu lạc bộ chỉ có trên danh nghĩa hay hoạt động lúc có lúc không.